khánh thành tuyến lộ tẻ rạch sỏi, dự án nối thành phố Cần Thơ với tỉnh Kiên Giang, được quy hoạch là tuyến cao tốc thứ hai ở miền Tây. Dù hết mưa tuyết nhưng băng giá vẫn còn nguy cơ xảy ra. Các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục triển khai các biện pháp tránh rét, bảo vệ hoa màu và đàn vật nuôi. Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp đối với thủ đô Washington có hiệu lực tới ngày 24 tháng 1, trong bối cảnh quan ngại các mối đe dọa an ninh đối với lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Xin kính chào và kính mời quý vị theo dõi bản tin thời sự 12 giờ của Đài Truyền Việt Nam. Sáng nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự. Nhìn lại năm 2020 và nhiệm kỳ vừa qua, ngành thông tin và truyền thông đã khẳng định mạnh mẽ tinh thần nói được là làm được, tạo nên tự hào Việt Nam thông qua một loạt con số ấn tượng. Xếp hạng về viễn thông đã nâng 31 hạng từ 108 lên 77, đưa Việt Nam vào nhóm 10 quốc gia có mức độ triển khai địa chỉ Internet thế hệ mới cao nhất toàn cầu. Xếp hạng về chính phủ điện tử vươn lên đứng thứ 86 và đặc biệt chỉ số xếp hạng về an toàn an ninh mạng tăng hạng đột phá từ 100 lên 50. Việt Nam hiện đã trở thành một trong những nước dẫn đầu thế giới về sản xuất công nghiệp phần cứng, điện tử, viễn thông và thử nghiệm thành công thương mại mạng và dịch vụ viễn thông 5G. Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xác định năm 2021 sẽ là năm đầu tiên của giai đoạn 5 năm để Việt Nam vượt qua thu nhập trung bình thấp, là năm đầu của giai đoạn 10 năm để đến năm 2030 trở thành nước thu nhập trung bình cao. Và con đường để thực hiện được mục tiêu này chính là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tiếp tục phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với nhiều nội dung được nêu, cho rằng công tác tư pháp trong nhiệm kỳ đã có nhiều dấu ấn, qua đó đóng góp vào ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao cần đánh giá sâu hơn những thuận lợi, khó khăn về giải quyết cán bộ, trụ sở dôi dư khi sắp nhập tòa án cấp huyện trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, kết quả của hoạt động tranh tụng tại tòa hay việc áp dụng án lệ. Một số ý kiến cũng cho rằng báo cáo cần nhấn mạnh hơn về tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng để khẳng định những bước tiến của công tác này so với nhiệm kỳ trước. Một số ý kiến cũng nhận định các báo cáo cần quan tâm hơn tới kết quả việc giải quyết án hành chính, giải quyết đơn tái thẩm, giám đốc thẩm. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp thu, hoàn thiện các báo cáo để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 11. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sáng nay đã tổ chức hội thảo công bố báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam 2020, trong đó nhấn mạnh việc đánh giá khung khổ pháp lý cho kinh tế số và cập nhật những cải cách trong các quy định về điều kiện gia nhập thị trường. Báo cáo đánh giá năm nay đã có nhiều điểm sáng như việc phản ứng linh hoạt đối với dịch COVID-19 khi có khoảng 46 văn bản cấp trung ương hỗ trợ khơi thông kinh doanh cho doanh nghiệp đối phó với dịch bệnh. Các nghị định về khởi sự kinh doanh cũng được đánh giá cao. Tuy nhiên, hoạt động xây dựng pháp luật được đánh giá vẫn còn tư duy cũ khi các quy định có tính chất gia tăng về chi phí tuân thủ của doanh nghiệp vẫn cao một cách bất hợp lý hay hành chính can thiệp vào thị trường. Đặc biệt là hàng loạt các quy định quản lý về điều kiện kinh doanh, cấp giấy phép cho một số hoạt động trên môi trường mạng, vấn đề bảo hộ tài sản trí tuệ đối với các loại tài sản trong kinh tế số vẫn chưa thực sự rõ ràng, các mô hình kinh doanh mới chưa được pháp luật điều chỉnh. Điều này đang tạo ra thách thức đối với sự phát triển của kinh tế số của Việt Nam. Việt Nam đứng thứ 3 trên thế giới về chỉ số kỳ vọng kinh tế khi đạt mức 45%, xếp sau Nigeria và Azerbaijan. Đó là kết quả của khảo sát vừa được công bố của Hiệp hội Quốc tế Gallup International. Cuộc khảo sát trên được thực hiện với 38.000 người tại 41 quốc gia trên thế giới. Nhận định trên được đưa ra trước những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong năm 2020. Cụ thể, dù suy giảm mạnh về tăng trưởng và hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, song Việt Nam đã nằm trong số hiếm hoi các nước vẫn giữ được mức tăng trưởng GDP với 2,91%. Lạm phát dù cao nhất trong 5 năm qua, song vẫn trong phạm vi cho phép của Quốc hội đề ra, đạt dưới 4%.
Hôm nay, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức khánh thành đưa vào khai thác dự án đầu tư xây dựng tuyến lộ tẻ rạch sỏi, dự án nối thành phố Cần Thơ với tỉnh Kiên Giang, được quy hoạch là tuyến cao tốc thứ hai ở miền Tây. Phóng viên Thanh Chương thông tin chi tiết tại hiện trường trước giờ khánh thành. Sau nhiều lần điều chỉnh thay đổi thiết kế, thì tuyến lộ tẻ rạch sỏi đã được nâng từ 2 làn xe lên 4 làn xe. Đường rộng 17m, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng. Và trong giai đoạn 2 thì tuyến đường này sẽ tiếp tục được đầu tư để khai thác theo tiêu chuẩn đường cao tốc hoàn chỉnh. Dự án đầu tư xây dựng tuyến lộ tẻ rạch sỏi có tổng chiều dài 51 km. Hiện nay dự án đã hoàn thành các hạng mục đủ điều kiện để thông xe chính thức, đáp ứng sự mong chờ của người dân trong thời gian qua. Đây là thông tin vui không chỉ với tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ mà còn là niềm vui chung của rất nhiều người mong chờ con đường mới. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn vay của chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam, với tổng mức đầu tư 6.355 tỷ đồng. Dự kiến sau khi đưa vào khai thác, chỉ cho phép các phương tiện cơ giới đường bộ được lưu thông, trừ mô tô, xe gắn máy. Lễ khánh thành được tổ chức tại nút giao cuối tuyến lộ tẻ rạch sỏi, nối với tuyến tránh của thành phố Rạch Giá, thuộc xã Dục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Sáng nay, Học viện Quân y tiếp tục tiêm thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 với liều 75 microgram. Ba người đầu tiên đã được tiêm và sẽ được theo dõi trong 72 giờ trước khi tiêm tiếp cho 17 người còn lại. Người đầu tiên tiêm thử nghiệm được theo dõi trong vòng 3 giờ. Nếu không xuất hiện những phản ứng phụ nào ảnh hưởng tới sức khỏe, sẽ tiêm tiếp cho người thứ hai và thứ ba. Trước đó, 40 người đầu tiên tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax liều 25 và 50 microgram. Hiện sức khỏe ổn định và không gặp bất cứ phản ứng nào sau tiêm. Thử nghiệm giai đoạn 1 với mục tiêu là dò liều nên sẽ chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 20 người và tiêm từ 25 microgram, 50 microgram và 75 microgram với 2 mũi tiêm và cách nhau 28 ngày. Dự kiến giai đoạn 1 sẽ được thử nghiệm trong vòng 3 tháng, giai đoạn 2 sẽ thử nghiệm trên 560 người, độ tuổi từ 12 đến 60 để đánh giá tính sinh miễn dịch. Còn giai đoạn 3 sẽ thử nghiệm trên 30.000 người tại một số quốc gia ngoài Việt Nam để đánh giá hiệu quả bảo vệ. Hôm nay, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ đã hết mưa tuyết nhưng băng giá vẫn còn nguy cơ xảy ra. Do đó, chính quyền các tỉnh miền núi phía Bắc đã cùng bà con tiếp tục triển khai các biện pháp tránh rét, bảo vệ hoa màu và đàn vật nuôi. Tại Sơn La, chính quyền địa phương đã xuống địa bàn vận động bà con lùa trâu bò trên núi về gần nhà, đồng thời hướng dẫn người dân che chắn chuồng trại, chuẩn bị nguồn thức ăn dự trữ cho trâu bò, đốt lửa sưởi liên tục để giữ ấm cho gia súc. Còn thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, mặc dù đã có sự chuẩn bị từ cả tháng trước, nhưng băng tuyết vẫn làm 18 hectare rau màu cùng các chậu hoa cảnh của bà con bị thiệt hại không thể khắc phục. Bà con cần chuẩn bị nguồn thức ăn dự trữ cũng như có phương án bảo vệ diện tích hoa, rau màu ngoài đồng để phòng tránh giá rét tiếp diễn. Không khí lạnh hiện đang giữ cường độ ổn định, miền Bắc vào ban ngày trời bắt đầu ấm lên, nhưng về đêm thì trời vẫn giá rét. Dự báo trưa chiều nay miền Bắc có nắng ấm và nhiệt độ tăng lên mức 16-18 độ. Tuy nhiên về đêm và sáng sớm trời vẫn giá rét, nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng 8-11 độ, vùng núi từ 5-8 độ. Các đỉnh núi cao ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ và tiếp tục đề phòng xảy ra băng giá, sương muối. Còn gần một tháng nữa là tới cao điểm Tết Nguyên Đán 2021, vé khứ hồi trên chặng Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội khởi hành ngày 10 tháng 2 năm 2021, tức là 29 tháng Chạp năm Canh Tý và trở lại vào ngày 16 tháng 2 năm 2021, mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu, hiện vẫn dồi dào và giá thấp hơn cùng kỳ năm trước. Cụ thể, Vietjet Air đang là hãng bay đưa ra mức giá vé rẻ nhất cho chặng bay cao điểm này ở mức 5 triệu 700 ngàn đồng khứ hồi đã bao gồm thuế phí. Giá vé của Vietnam Airlines rút trên chặng bay tương tự là 5 triệu 900 ngàn đồng. Với nhiều chuyến bay được thực hiện đồng thương hiệu bởi Pacific Airlines, nếu hành khách khởi hành và trở lại Thành phố Hồ Chí Minh sớm hơn 2 ngày, giá vé khứ hồi thậm chí chỉ còn ở mức trên 4 triệu đồng. Cụ thể, trên chặng bay khứ hồi Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội khởi hành ngày 8 tháng 2 năm 2021, 27 âm lịch và trở về vào ngày 14 tháng 2 năm 2021, mùng 3, giá vé mà Vietnam Airlines đưa ra chỉ ở mức 4 triệu 500 ngàn đồng. Chuyến bay được thực hiện bởi Pacific Airlines. Còn ở chiều ngược lại, giá vé xe khách Tết Nguyên Đán từ bến xe miền Đông Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng từ 40 đến 60%. Theo đó thì từ ngày 16 đến ngày 19 tháng Chạp, các tuyến từ Quảng Ngãi trở ra đến tỉnh Thừa Thiên Huế và các tuyến thuộc tỉnh Phú Yên, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai điều chỉnh giá cước tăng không quá 40%. Còn từ 20 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết tăng không quá 60%. Việc tăng giá này cũng được thực hiện tương tự với các tuyến Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Ninh Thuận.
Từ ngày 24 tháng Chạp đến hết ngày mùng 4 Tết, giá vé tăng không quá 60% đối với các tuyến thuộc tỉnh Bình Thuận. Từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, giá vé tăng không quá 40% đối với các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai. Nhà Trắng hôm qua thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép ban bố tình trạng khẩn cấp đối với thủ đô Washington có hiệu lực tới ngày 24 tháng 1. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh quan ngại gia tăng về các mối đe dọa an ninh đối với lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, đặc biệt là sau vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội mới đây. Tình trạng khẩn cấp sẽ tạo điều kiện để Bộ An ninh Nội địa và cơ quan liên bang đặc trách tình huống khẩn cấp phối hợp với giới chức địa phương khi cần thiết. Kể từ ngày 13 tháng 1, cơ quan mật vụ Mỹ sẽ bắt đầu bố trí lực lượng an ninh đặc biệt để bảo vệ lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Biden. Lầu Năm Góc cũng đã điều động 15.000 binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia để bảo đảm an ninh cho lễ nhậm chức. Trước đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã cảnh báo về các cuộc biểu tình bạo lực đang được lên kế hoạch ở thủ đô Washington và 50 thành phố thủ phủ của Mỹ trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Biden vào ngày 20 tháng 1. Cuba lên án việc Mỹ đưa nước này trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố vào ngày hôm qua. Ngoại trưởng Cuba Rodriguez nhận định động thái của Washington diễn ra chỉ 9 ngày trước khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump mãn nhiệm là phi lý. Động thái mới này cũng được cho là có thể làm phức tạp chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống đắc cử Biden. Ông Biden đã tuyên bố muốn quay lại một số cam kết bắt đầu dưới thời ông Obama và bị Tổng thống Trump chặn, như việc cho phép người Mỹ gốc Cuba thăm gia đình và gửi tiền. Từ năm 1982, Mỹ đã liên tục đưa Cuba vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố, cùng với một loạt biện pháp trừng phạt kèm theo. Năm 2015, Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama đã đưa Cuba ra khỏi danh sách mà Washington đơn phương soạn thảo hàng năm này, trước khi hai nước tái thiết lập quan hệ ngoại giao. Quốc vương Malaysia Al Sultan Abdullah hôm nay tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi cả nước nhằm kiểm soát COVID-19. Tình trạng khẩn cấp có thể sẽ kéo dài tới ngày 1 tháng 8 năm sau hoặc kết thúc sớm hơn, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh COVID-19. Đại dịch COVID-19 tại Malaysia đang ở mức nghiêm trọng với 2.000 đến 3.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong nhiều ngày qua. Hôm qua, toàn bộ chính phủ Malaysia đã phải xét nghiệm COVID-19 sau khi hai bộ trưởng nước này nhiễm bệnh. Malaysia cũng đã ghi nhận ca nhiễm virus biến thể từ Anh. Bộ Y tế nước này khuyến cáo dù biến thể này không gây ra bất kỳ triệu chứng nghiêm trọng, nhưng nó có nguy cơ lây nhiễm cao và nhanh chóng, nên người dân cần duy trì thói quen nghiêm ngặt về vệ sinh và rửa tay thường xuyên bên cạnh các biện pháp phòng ngừa khác. COVID-19 gây ra những ảnh hưởng sức khỏe lâu dài hơn chúng ta nghĩ. Hầu hết các bệnh nhân mắc COVID-19 vẫn gặp phải nhiều triệu chứng khác nhau, bao gồm cả mệt mỏi và khó ngủ 6 tháng sau khi họ được chữa khỏi căn bệnh nguy hiểm này. Đây là kết quả của một nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc được đăng trên tạp chí y khoa The Lancet. Nghiên cứu trên 1.700 bệnh nhân được điều trị tại thành phố Vũ Hán, tâm dịch đầu tiên của bệnh COVID-19 cho thấy 76% số bệnh nhân gặp phải ít nhất một triệu chứng vài tháng sau khi họ đã được xuất viện. Căn bệnh này cũng có thể gây ra biến chứng tâm lý với 23% số trường hợp bệnh nhân mắc trầm cảm hoặc lo lắng. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những bệnh nhân nặng hơn có xu hướng tiếp tục bị tổn thương phổi ngay cả khi đã được chữa khỏi. Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị mở rộng lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp ở 3 tỉnh phía Tây của nước này, gồm Osaka, Kyoto và Hyogo. Trước đó, thì lệnh tình trạng khẩn cấp cũng đã được tái áp đặt ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận. Tình hình hiện nay đòi hỏi Nhật Bản phải áp dụng đồng bộ, đồng thời nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch lây lan, trong đó có ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch. Và hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị công nghệ nhận diện người đeo khẩu trang mới được triển khai tại Nhật Bản. Công nghệ nhận diện khuôn mặt cho phép người dùng thông qua hệ thống kiểm soát mà không cần tương tác, hạn chế tiếp xúc bề mặt, qua đó ngăn ngừa sự lây lan của virus. Theo tập đoàn NEC, hệ thống mới phát triển của tập đoàn này còn có thể nhận diện được khuôn mặt cả khi người dùng đeo khẩu trang. Việc xác minh danh tính mất khoảng 1 giây và có độ chính xác cao. Tuy nhiên, để có thể xác nhận danh tính thì đòi hỏi người dùng phải đăng ký hình ảnh trong hệ thống nhận diện. Hệ thống sẽ tập trung vào những vùng không bị che khuất trên khuôn mặt như mắt và các vùng xung quanh. Khả năng nhận diện có độ chính xác đến 99,9%. Hệ thống này đã được giới thiệu ra thị trường và được sử dụng bởi một số hãng hàng không quốc tế vào cuối tháng 10 năm 2020. Sắp tới có thể được áp dụng cho các cổng an ninh tại các tòa nhà văn phòng của Nhật Bản.
NEC đặt mục tiêu đạt doanh thu 970 triệu đô la Mỹ trong năm tài khoá 2021, riêng về mảng kinh doanh phân tích sinh trắc học, bao gồm cả hệ thống nhận diện khuôn mặt. Ngoài hệ thống nhận diện khuôn mặt, hiện NEC cũng đang thử nghiệm công nghệ thanh toán tự động cho các cửa hàng tiện lợi tại Tokyo. Trong khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp thì các công nghệ nhận diện không chạm đã giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Các công nghệ này được kỳ vọng sẽ góp phần cho nỗ lực của Nhật Bản trong thực hiện mục tiêu bình thường mới. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản. Cuối bản tin là các thông tin dự báo thời tiết trên cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.